Vlogger Trung Quốc chửi thẳng mặt netizen nước này, khẳng định Việt Nam gầy không phải do nghèo. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, Việt Nam đang là nước có tỷ lệ béo phì thấp nhất thế giới với 2,1%. Đây là điều mà quốc tế vẫn đang rất ngưỡng mộ chúng ta. Các du khách nước ngoài luôn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy vóc dáng cân đối của người Việt Nam và cũng không ít người chia sẻ rằng họ rất hiếm khi nhìn thấy những người béo phì ở trên đường phố. Thế nhưng, ngoài những phản ứng tích cực thì cũng có không ít những người không chấp nhận điều này mà tìm cách mỉa mai chúng ta. Chẳng hạn như những anh bạn láng giềng Trung Quốc, họ thường mỉa mai người Việt Nam chúng ta gầy là do nghèo đến mức không có cơm ăn. Trước những tin đồn sai trái đó, mới đây, một blogger Trung Quốc đã lên video và chỉnh sự thật khiến cho netizen Trung Quốc tức giận. Tuy nhiên cũng có nhiều người hiểu chuyện thì lại nói nhiều điều hay về Việt Nam. Vậy blogger này đã nói gì? Và người này có thể thay đổi những định kiến sai trái của người Trung Quốc về Việt Nam hay không? Xin mời các bạn cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Mới đây, một blogger khá có tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc đã lên video chia sẻ bí quyết giảm cân của người Việt. Trong video, blogger đã chia sẻ như sau. Tôi quan sát thấy trên mạng xã hội Trung Quốc nói rất nhiều về chủ đề cân nặng của người Việt và cho rằng Việt Nam thiếu ăn nên không thể béo phì. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đây là một mâm cơm bình thường của gia đình Việt Nam, đầy đủ dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Các bạn có thể giảm cân nếu ăn theo khẩu phần như vậy và hãy trực tiếp đến Việt Nam để kiểm chứng lời tôi nói. Đây không phải là blogger đầu tiên lên tiếng bênh vực cho Việt Nam và khẳng định Việt Nam không phải do nghèo mới gầy. Có không ít blogger Trung Quốc đã đến khám phá ẩm thực Việt Nam và khẳng định rằng ẩm thực Việt Nam phong phú là ít dầu mỡ, phần rau chiếm nhiều trong bữa ăn. Cho nên thói quen ăn uống của Việt Nam rất lành mạnh và tốt cho sức khỏe. Video chỉ vừa được đăng tải trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc đã thu hút được rất nhiều người để lại bình luận và chia sẻ cảm xúc của mình. Đa phần đều cảm thấy kinh ngạc trước nhận xét của blogger này. Nhưng vẫn có số ít cư dân mạng vẫn không tin những gì blogger này đã nói. Vậy cư dân mạng Trung Quốc nói gì? Xin mời các bạn cùng chúng mình hóng hớt một chút trong video hôm nay nha. Phở của Việt Nam rất ngon. Tôi từng làm việc ở Việt Nam, bắt đầu bếp nấu ăn ở công ty nấu rất ngon. Tuy nhiên người dân địa phương không biết tiếng Anh và các đồng nghiệp địa phương nhiệt tình đến nỗi họ luôn mời tôi đến nhà họ để ăn tối. Và cuối cùng tôi tăng 20kg ở Việt Nam. 20kg Trung Quốc bằng 12 cân. Cho nên Việt Nam gầy là do chế độ ăn uống của họ chứ không phải do họ nghèo đâu. Các cô gái ở Việt Nam đa phần có vóc dáng rất đẹp, không phải họ giảm cân hay không có thức ăn mà là do khung xương của Việt Nam rất nhỏ. Đồ ăn của Việt Nam rất ngon, tôi ở Việt Nam 10 ngày đã tăng lên 10kg. Bạn đã từng đến mấy chục tỉnh ở Việt Nam rồi, nếu chưa từng đi qua, làm thế nào bạn kết luận rằng thực phẩm của Việt Nam ít dầu mỡ nên họ gầy? Việt Nam có chế độ ăn uống rất lành mạnh, ít dầu mỡ và họ ăn nhiều rau. Hơn nữa, khung xương của người Việt Nam mảnh khảnh chứ không to và thô như người Trung Quốc. Cho nên ai nói họ nghèo đến mức không có thức ăn nên mới gầy là sai lầm. Bạn chỉ đang nhìn thấy số ít mà thôi, đừng vội kết luận. Kinh tế Việt Nam rõ ràng còn nghèo hơn chúng ta, kinh tế nước họ nghèo nên người dân mới có thể gầy như vậy. Các bạn phải đến Việt Nam mới biết người Việt Nam ăn thanh đạm như thế nào, không có dầu trong canh và không có dầu trong thịt lợn luộc. Tôi không nói rằng ẩm thực Việt Nam ngon hơn Trung Quốc mà đó là vấn đề thói quen. Người Việt Nam ăn rất nhẹ nhàng, khẩu phần nhỏ. Lần đầu tiên tôi dùng bữa cùng người Việt Nam đã rất bất ngờ, thức ăn của bọn họ ít dầu mỡ và có nhiều rau. Đây mới là lý do người Việt Nam rất gầy. Đây mới chỉ là suy nghĩ của bạn thôi, người Việt Nam kinh tế không phát triển là thật, nhiều chỗ ở Việt Nam còn không có điện. Như thế thì lý do vì đâu mà bạn nói họ không nghèo. Có một số người cha mẹ nấu ăn cho mấy chục năm lại chê đồ ăn Trung Quốc nhiều dầu mỡ. Đi ra ngoài, ăn đồ ăn nước ngoài vài ngày lại nói đó là tốt cho sức khỏe. Đây là tính xính ngoại đó các bạn ạ. Một số tỉnh Việt Nam đồ ăn không có dầu mỡ không đồng nghĩa với việc toàn bộ thức ăn Việt Nam không có dầu mỡ. Đừng đánh đồng việc đó và cho ăn nó là đúng. Có những người cố chấp thật chỉ ở trong nước và không nhìn nhận thực tế, phải đến Việt Nam rồi mới thấy ẩm thực Việt Nam rất đa dạng, nhưng hầu hết đều ít dầu mỡ và nhiều món nước, họ cũng ăn rất nhiều rau. Đây chính là lý do người Việt đa phần đều rất gầy, chứ không phải họ nghèo đến mức không có ăn. Hãy nhìn lại chúng ta, ai ai cũng trà sữa, nước ngọt thay cho nước, sau khi ăn mà không uống sẽ thấy khó chịu khắp người. Còn Việt Nam bọn họ chỉ thỉnh thoảng uống trà sữa thôi, họ ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe nên rất gầy. Lần đầu tiên qua Việt Nam tôi đã rất ngạc nhiên vì sao Việt Nam lại nhiều người gầy như vậy. Đi trên phố, rất ít bắt gặp những người béo, tỷ lệ béo phì ở Việt Nam rất thấp. Sau 10 ngày ở Việt Nam thì tôi đã nhận ra khẩu phần ăn Việt Nam rất tốt cho sức khỏe. Họ không ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, ăn nhiều rau và món nước.
cho nên dù họ ăn một ngày 3-4 bữa đều rất gầy. Ở Trung Quốc có người nói rằng người Việt Nam không có tiền, không có thức ăn ngon, đói ăn, thiếu mặc chính là sai lầm, các bạn đã bị truyền thông lừa. Sau khi sang Việt Nam mới thấy rõ Việt Nam ăn rất nhiều nhưng thức ăn của bọn họ không có dầu mỡ và rất đa dạng, rau trên bữa ăn lúc nào cũng sẽ có. Trên thực tế, họ gầy chính là do thói quen ăn uống của họ mà thôi. Người Việt Nam nghèo không sai, nhưng nghèo đến mức không có thức ăn là không đúng. Ẩm thực Việt Nam rất phong phú và nhiều món ngon. Đa phần ẩm thực Việt Nam sẽ thiên về các món nước, ít dầu mỡ và luôn phải có rau. Do thói quen ăn uống này nên họ mới gầy, chứ không phải do nghèo đâu các bạn. Các bạn tỉnh lại đi, Việt Nam không nghèo như chúng ta nghĩ đâu. Những người bình thường ngồi cà phê thảnh thơi không phải hộ nghèo, mà họ chỉ là những người doanh nhân thích cuộc sống giản dị mà thôi. Người Việt Nam quả thực rất gầy, đi trên đường bạn sẽ thấy rất ít người béo phì, kể cả nam hay nữ. Người Việt Nam tuy ăn 3-4 bữa một ngày, nhưng khẩu phần ăn của bọn họ rất vừa phải, luôn phải có canh và rau trong bữa ăn. Hơn nữa, sau khi ăn bữa ăn chính, họ còn tráng miệng bằng trái cây. Đó là do thói quen của họ nên họ mới gầy, chứ không phải do nghèo như chúng ta nghĩ. Trên thực tế, người Việt Nam không phải không đủ khả năng để ăn thịt, mà do thói quen ăn uống của họ. Mọi người Việt Nam sẽ ăn thịt nhưng tất cả đều sẽ được luộc, kể cả thịt gà, thịt lợn hay hải sản. Và bình thường họ sẽ ăn kèm với rau và nước canh nên mới có thể giữ được thân hình gầy như vậy. Ai đi Việt Nam về vẫn có thể nói Việt Nam gầy là do nghèo thì đúng là thiếu hiểu biết. Người Việt Nam gầy là do thói quen ăn uống của họ rất lành mạnh, ít dầu mỡ và nhiều rau. Báo chí nước ta luôn nói Việt Nam nghèo còn gì, rõ ràng là bọn họ tiết kiệm tiền, không ăn quá nhiều thịt nên mới gầy được như thế. Người Việt Nam thích ăn rau cỏ và đây lại là thực phẩm xanh. Giả sử tô mì toàn thịt và mì với thời tiết nóng nực thì bạn sẽ ăn rất ngán. Nhưng Việt Nam sẽ ăn mì với rau, nó giúp tăng thêm hương vị. Người Việt Nam họ ăn nhiều nhưng lại không béo, rất đáng ngưỡng mộ. Trên đây là một số ít bình luận của người Trung Quốc để lại bên dưới video. Các bạn thấy đấy, có vẻ như một số người Trung Quốc đã và đang có cái nhìn không chính xác về Việt Nam, coi chúng ta là một quốc gia nhỏ và nghèo. Đây là do sự thiếu hiểu biết hoặc thông tin không đầy đủ của truyền thông nước này về sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam, làm cho họ có những cái nhìn sai lệch. Trong thực tế, Việt Nam chúng ta đã và đang phát triển mạnh mẽ, với nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và du lịch, đã làm cho cuộc sống của người dân đã có những bước tiến mới. Mặc dù có những khó khăn và thách thức, nhưng Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể và người dân Việt Nam được biết đến với tinh thần lạc quan và cuộc sống hạnh phúc. Quan niệm sai lầm về một quốc gia hoặc một nhóm người thường xuất phát từ thiếu thông tin hoặc hiểu biết, điều quan trọng là phải tìm hiểu và hiểu đúng về văn hóa và sự phát triển của các quốc gia khác nhau để có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn, đặc biệt là không để bị vả mặt như cư dân mạng Trung Quốc, đúng không mọi người? Các bạn thì sao? Các bạn có cảm nhận thế nào sau khi xem xong video? Bạn cảm thấy những nhận xét của người Trung Quốc về người Việt Nam có đúng hay không? Hãy để lại cảm nghĩ và bình luận của mình ngay bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Prosperity để ủng hộ S ra thêm nhiều video thú vị, bổ ích, cũng như cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.